Trong hành vi cầu đối trên bàn thờ là nét đẹp truyền thống của cha ông ta từ xưa đến nay, thể hiện chuẩn mực gia phong của một gia đình. Không gian thờ đầy đủ trang nghiêm thì không thể thiếu bộ hoành phi câu đối tích mai hóa long này ạ. Mẫu hoành phi này bên em có ván dày 4 phân, đục sâu 3 phân, điêu khắc cực kỳ đẹp và tinh xảo, khác với các mẫu trên thị trường như là ván 2 hay là ván 2 phân rưỡi các bác nhé. Hoành phi ở giữa đục lồng cuốn thư, được chặt lền gấm chữ vạn rất hợp với lối phòng thờ. Ba chữ Đức Lưu Quang là đức độ tỏa sáng muôn nơi và công đức của tổ tiên sẽ lưu truyền cho con cháu. Hai bên có một bên kiếm, một bên bút. Ngoài ra còn có các họa tiết như ngũ phúc ngậm kim tiền và bông mai hóa rồng, mang ý nghĩa về phú quý, tài lộc, may mắn. Treo hai bên là đôi câu đối như một lời răn dạy của con cháu phải biết hiếu kính với ông bà tổ tiên, phải nhớ lấy đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta từ bao đời nay. Sản phẩm được chế tác từ chất liệu gỗ hương đỏ Lam Phi đã được sấy khô cẩn thận, tránh tình trạng cong vênh. Và mẫu này bên em có đầy đủ kích thước như 127, 155, 175 hay là 1m97, phù hợp với mọi không gian phòng thờ. Đặc biệt, hàng được hoàn thiện sơn BU bóng mờ cao cấp cực đẹp và dát vàng công nghiệp Đài Loan cực kỳ bóng loáng, được bảo hành trọn đời về sơn BU và dát vàng, nên các bác cứ yên tâm sử dụng ạ. Hàng được sản xuất trực tiếp tại xưởng làng nghề, không qua trung gian, nên các bác cứ yên tâm về giá cả cũng như chất lượng gỗ, bên em có phiếu bảo hành 30 năm. Các bác mua hàng liên hệ em Khải Mộc vào số 0778 999 333 hoặc để lại số điện thoại em sẽ gọi điện tư vấn ạ.